công xong. Đây là đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội nha. Chuẩn bị Tết. Rất nhiều đào trồng dọc theo khoảng giữa tim hai con đường. Wow. Rồi, đây nguyên bản vẫn là làng đào Nhật Tân. Ồ, đây bên tay trái. Ồ kìa. Có những gốc đào to nha. Và khi mình mua có phải mua nguyên gốc cổ thụ gì không? Nguyên gốc có hai cái, một cái là mình sẽ thuê, một cái là mình sẽ mua. Vâng. Chuyện là chuyên nhạc nước ngoài nha. Vừa chạy xe vừa học lời luôn đó. Yêu nhạc Kanye West. Đây gặp bờ đê Yên Phụ nha. Ừ, thế tí đi ra bóng này đi. Rẽ phải là đi vào trung tâm Hà Nội. Rẽ trái đi cầu Nhật Tân ra sân bay nha. 5 giờ. Đội của tôi, đội bạn tôi. Ừ, cái đội đấy. Ông ấy đổi rồi thì chủ nhật sang thứ hai. Selfie. Đấy, vẫn là một đáng yêu lắm anh ạ. Vâng. Hay biết có bỏ cái con đâu. Cái máy kia nhiều nhà. Lần sau đi theo anh và có anh Hải không? Đấy, có chứ. Khi mình nhìn Thiện có vẻ còn thư sinh nha. Thằng này có thư sinh mà. Không. Chêu gì mùi mùi gì đúng không anh? Vâng, phụ nữ bên ngoài là lầm chết đấy. Em hư nè. Quý vị ghen đúng rồi nha Phương nha. Bà xã Thiện ghen là đúng rồi. Chắc chắn là ghen rồi. Nào anh Đức chuẩn bị thuyết minh cầu Nhật Tân anh Đức. Quý vị là chúng ta đang đi qua cây cầu Nhật Tân. Bắc qua sông Hồng thì ở đây là có 6-7 cây cầu là bắc qua ngang qua sông Hồng. Đúng rồi. Rất là xa thì ở khu vực Sơn Tây thì đó là qua làng cổ Đường Lâm thì có tên là cầu Minh Thịnh. Tiếp theo là bên tay trái của đoàn là cây cầu Thăng Long. Lát nữa ta đi mới thấy. Còn bây giờ là chúng ta đi lên cây cầu Nhật Tân. Và ngay phía trước đấy là những cái hàng cây cầu dây những cái trụ cột dây băng ấy thì có 5 cây trụ cột nó tương ứng với 5 cửa ô của thủ đô Hà Nội. Đây sông Hồng đỏ vạch phù sa, đỏ thì đỏ thật chua ra Bác Hồ. Đấy rồi. Thấy à. Và đi qua là sẽ thấy sông Hồng nước đỏ rất là đỏ. Tạo nên cái đồng bằng sông Hồng rất là màu sắc tươi tốt, tạo nên cái nguồn sống thu nhập của toàn bộ cư dân vùng ngoài miền Bắc ở đây. Ở phía bên trái anh quay camera sang bên trái á, sẽ thấy một cây cầu gọi là cầu Thăng Long. Đây cầu Thăng Long này, xong thì đến cây cầu đây là cầu Nhật Tân. Qua tiếp đến cái bên là cây cầu. Trời ơi anh ơi, em chưa nhìn thấy cầu Thăng Long à? Sương mù anh ạ. Anh đi vào ngày sao anh sương mù anh nói tôi. Đấy. Nó là bên tay trái của anh. Khách của chuối anh ạ. Đấy. Cầu anh không nhìn thấy nữa cơ. Ví dụ như cầu. Sương mù xuống cái cầu không nhìn thấy mà anh thích tinh tôi làm gì? Đấy. Khách của chuối anh ạ. Long Biên ở bên tay phải. Anh nói những điều sao không biết ạ. Tiếp tục theo là cây cầu Trương Dương này, sang cây cầu Vĩnh Tuy này, cây cầu Thanh Trì này. Ôi mà sao anh nói ngoài. Anh ạ.
cái cầu này có một cái vui anh ơi là cái lúc mà anh ơi Khánh Thành anh ạ, vâng. Là các cặp đôi hay lên đây là đỗ xe bác tài trên đường bác tài nói nhá anh ơi mà sao anh này toàn nói ngưng nhân viên toàn nói cái điều mà cầu mình không biết à? Vâng. À, anh không biết em mới nói chứ anh biết em nói làm gì. Ôi, giới thiệu với anh đây là nơi tình yêu bắt đầu và cũng là nơi tình yêu kết thúc. Ôi à, giải lưu hương chung kết giải lưu hương vào đúng không? Tôi biết rồi. Rồi đi tiếp qua là sẽ đến địa phận của huyện Đông Anh, qua huyện Ngoại Thành của thủ đô Hà Nội. À, qua bên huyện Đông Anh là ta sẽ có di tích thành cổ cổ loa của An Dương Vương rất là ý nghĩa, và tiếp theo nữa là có một địa điểm là sắp tới sẽ xây dựng xong là khu du lịch Kim Quy, sẽ coi như là một Disneyland thu nhỏ của đất nước Việt Nam đặt cắm tại thủ đô Hà Nội. Rất là hay, là tầm khoảng độ 2019-2020 là sẽ bắt đầu gọi là khánh thành đấy. Vâng. Mấy năm nữa thôi, 3 năm nữa nhỉ. Năm nay 26 rồi, 27 rồi, sắp tới nhanh lắm. Rồi đi tiếp nữa là tầm khoảng độ 15 cây là ta sẽ đến, 20 cây là sẽ đến sân bay Nội Bài. Nhưng mà bác Tài đi chậm chậm đi. Bác Tài cứ đi chậm chậm nhé, không có nhiều khách là đang cần xuống xe giữa đường. Lúc đó anh rồi đi, anh bảo tôi đi buồn đi bị xích à? Khách này ngủ chuối lâu ấy. Vẫn là bên đâu rồi, chuối không? Biết là không ai tên là chuối không? Cái văn chuối. Đây là cái con đường mà ta bắt đầu đi vào đường Võ Nguyên Giáp, là một trong bốn công trình trọng điểm vào cửa ngõ thủ đô Hà Nội. Ví dụ như là công trình Võ Nguyên Giáp là một, cầu Nhật Tân là hai, nhà ga quốc tế T2 là ba. Trong nhà ga quốc tế T2 lại có một cái khu vực bên cạnh nữa là nhà khách VIP, đấy, là chuyên đón các nguyên thủ quốc gia, tức là bốn cái công trình là chào đón. Là tạo cái bốn công trình trọng điểm để mở đầu cái cửa ngõ thủ đô Hà Nội rất là đẹp, chào đón toàn thể du khách đến với thủ đô đất nước đây. Rồi thì mời bắt đầu tiếp tục thưởng thức 20 đường. Rồi chuẩn bị đến với ruộng rau của thủ đô Hà Nội nhá. Là xung quanh hai bên đường là có nhiều rau xanh rất là tươi tốt, rất là ngon và ngọt. Rau sạch đấy. Ngon là đúng rồi, ngọt anh chị tôi ngọt chỗ nào. Đào cổng chào đấy. Đấy, đây là nó chào mừng năm mới nên là người ta làm cái cổng này. Chứ mọi khi là không có cái cổng ấy đâu. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Là ban đêm sẽ mở đèn nha. Anh thấy rõ ràng biểu tượng búa liềm. Vâng, bông lúa. Búa liềm. Bác Tài có vẻ biết nhiều quá nhỉ, thôi bác Tài giới thiệu. Bác Tài nói nhiều quá đấy, bác Tài em hướng dẫn em chả giới thiệu nữa đâu. Bác Tài ơi lần chân nhá. Bác Tài là phải tập trung ấy. Bác Tài lên chân tập chút rồi sai lần đấy. Sai lần rồi. Đấy, đi tiếp một đoạn nữa là sẽ có lối rẽ sang quốc lộ 5 là đi ra Hải Phòng. Hay lắm. Cái đường này nối thẳng luôn qua cầu Đông Chùa này đến quốc lộ 5. Cầu Đông Chù là cầu rộng nhất Việt Nam đấy. Cái diện tích bề rộng đấy. Còn dài nhất là cầu cái dài nhất mà bắc qua sông là cái cầu Vĩnh Thịnh ấy. Bác Tài biết nhiều quá nhỉ. Hà Nội mình có hai cái nhất anh ạ. Bác đi giải đấy, bác cầu Vĩnh Thịnh. Cái cầu lái xe bao nhiêu là bố cái này. Cái cầu Đông Chù là cái cầu Đông Chù nó không chỉ rộng nhất mà nó gọi là cầu nặng nhất Việt Nam ấy. Cầu 3.000 tấn anh ạ. Cầu duy nhất 3.000 tấn bắc qua sông của Việt Nam. Cầu Bác Tài là đúng không? Bác Tài là bên Nam Hà đúng không? Là lắp máy anh ạ, lắp máy của dưới nước. Bây giờ đường ra sân bay của Hà Nội quá ngon luôn. Có đẹp hơn Sài Gòn không anh? Đẹp hơn nhiều. Thì còn đâu có đường nào như vậy. Đường này được đúng không anh? Cho nên đẳng cấp quốc tế à. Bởi vì khi mà các nguyên thủ xuống á. Đúng rồi ạ. Ui giời, Việt Nam phát triển quá nha. Đúng rồi. Phải tạo ra cái ấn tượng anh ạ. Thực ra là những cái vùng khác nó chưa phát triển bắt đầu đi nhiều anh ạ. Cái ấn tượng ban đầu nó quan trọng. Đấy, anh nhìn đấy. À, trồng rau nha. Đấy, đây, trồng rau. Trồng rau của thủ đô Hà Nội đấy. Đấy. Các thể loại rau xanh, rau thực phẩm, rau bắp cải này, rau cải này, vâng, chua hào này, rau thơm, các loại rau thì là húng quế có. Nhưng mà
tôi được biết là đi ra Hà Nội thì một số anh em người ta nói là đi rau sạch, nên là rau sạch ở đâu? Đấy, rau đấy. Sạch đấy thì để em ra đây buổi tối nay đi thưởng thức rau. Tối tôi không có thời gian, tôi đi vợ tôi và anh nói. Sao cách để từ chối đấy? Tôi được nói nhưng tôi đi vợ tôi nên tôi biết là rau sạch. Ủa? Phương hiểu rau gì không? Trời ơi, không anh ơi, cái rau sạch đấy là anh phải nuôi từ lúc mới còn là hạt để gieo mầm. Anh toàn nói rau xanh nhưng không nói rau sạch đâu, bây giờ anh nói rau sạch rồi anh ạ. Cái rau sạch đấy thì anh nên check cơ Việt hoặc là bánh mì chấm US đấy. Có tàu rồi, có tàu đi. Từ bé rồi em đi vào cái trang đấy thôi nhé. Mỗi ngày còn trang nào cũng không. Bây giờ tôi đi bao vợ tôi giấu vợ tôi bao năm này coi anh, một ngày anh làm hết là ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, mọi người biết là rau sạch là cái gì, chết rồi. Mọi người đôi khi là đi là có những vị khách mà họ luôn luôn họ làm những điều họ không muốn cho mình đúng không, bất hợp tác họ luôn luôn làm gì đây đúng không, làm gì cũng không luôn luôn chia sẻ nhau những thông tin như vậy, khách hàng nó như vậy đúng không, khách hàng nào nó hợp tác, nó hợp tác thì tốt quá mình muốn nói sao như vậy, khi khách hàng nó luôn luôn hỏi những điều lúc tục đôi khi nó làm ngớ ngẩn. Trường hợp đấy là họ muốn đổi sang công ty khác để hợp tác, có thể là họ cứ làm thế bởi vì họ trả tiền mà họ thích đều mang lại niềm vui, bởi vì mình cũng là mang lại niềm vui cho họ nên họ muốn mình đánh đồng. Nên đôi khi mình nói lại họ là tôi không phải là người mang lại cho anh niềm vui, à có đúng điều đấy, tôi mang lại cho anh niềm vui đúng, nhưng tôi không phải là anh, tôi làm một cái công cụ của anh để cho vui cho anh. Mình có thích điều của ra cả họ là ok. Hiện tính anh đúng đến giờ đấy là khoảng 5 giờ, sáng giờ đẹp hơn. Đấy ăn rồi. Thôi để cho Thiện thoải mái chạy nha. Happy. Em sợ là không tới bởi vì sao sắp tới nơi rồi. Sắp tới. Ủa rồi. Nhanh thế vậy? 5 phút sau tới nơi rồi. Sắp đến rồi. Đang cố để câu giờ ra. Câu giờ ra. Dễ là xong đây. Thôi tha cho anh đi. Dễ sắp tới tiền cửa bác này ơi. Anh nhảy chuối lắm. Anh nhảy không hợp tác đâu. Dễ lấy tiền cửa cho anh. Bác này giao xuống đây. Em đây. Hôm nay thì về, hôm nay về sớm chưa? Thì hôm nay sang nhà vậy. Những bài hát này là mãi mãi ha. Vâng, cổ điển đây, cổ điển. Grand Louis. Thì khoảng đâu em đưa một người anh của em lên sân bay xong em về thẳng nhà luôn. Đâu sắp tới nơi rồi. Vâng, xong em về thôi. Thì 7 giờ mình chơi nhá. Công nhận quá đẹp luôn nha. Hai len luôn. Hay không anh? Vâng. Xe máy ra đi cái làn. Vâng, bên trong riêng luôn nè. Thì nói phần gọi anh được thẳng xe ô tô với xe máy khoảng an toàn là tuyệt đối. Là hôm rồi ông Obama sang là đi đường này nha. Đi đường này rồi anh ạ. Trời ơi. Không thể nào làm cho đất nước mình nó xấu xí được anh. Đấy. Hay à. Cái gì đẹp là phải trưng ra. Đấy. Trước họ cũng quân bình anh đấy. À, đấy hả? F500 thì anh bên đâu? Ồ. Mua cái tăng kìa. Đâu là ít nữa mà đăng ký xe yên tâm. Và đến xe công an yên tâm. Thoải mái đi. Quật kiếp thoải mái. Cái dòng Mercedes nó đầm nha. Cái dòng đồng nó chắc đấy. Chạy càng tốc độ càng cao càng càng thấy thoải mái càng nhẹ. Nói thẳng luôn đấy, không phải là đổ. Nó đầm. Thoải mái, dễ làm. Xe của em nó là 8. Những cái xe đó là nguyên mức thế. Chứ là xe mà nó cũng kiểu giá như em này. Những cái kiểu giá như xe này này. Nó chỉ có khoảng 1 tấn với cả 1 tấn rưỡi này. Xe bán tận tấn 8. Nặng hơn bọn kia rất là nhiều rồi. Ủa vậy hả? Chẳng bao giờ có thằng mẹ nó hỏi. Nó cố tình làm nặng để cho xe nó đầm.
Đây con này thì khỏi phải nói, con này S500 nó là đăng ký xe mà. Mình đồng gia sách nha. Cái xe cũng phải tổng giám đốc phó tổng nhưng mà liên danh vẫn được. Anh nhìn cái biển nó là biển 4 số ấy. Nó mua nó thẳng luôn rất lâu rồi. Bây giờ là biển 5 số hết. Nó biển 4 số là mua từ đăng ký cách đây rất là lâu rồi. Vâng, vậy là VIP anh nhỉ. Đấy mà từ rất lâu mà nó đã mua được S500 thì anh biết là trình độ của nó đẳng cấp là như nào. Trong nghề nha, mình nhìn mình hiểu được nha. Đấy, nhìn là mình hiểu được đẳng cấp của cái đấy. Đấy đấy. Ngày mai ha, chạy đầm ghê nha. Chú đấy về đâu đấy sao con lợi nhất là được. Chú đấy về Hà Nội đi. Về Hà Nội đi. Biển Hà Nội đi lại con dễ dàng hơn. Mấy cái bài nước ngoài này anh nhỉ. Thực ra đến lúc mà mình nghe ra ấy, cái lời của nó rất nhảm luôn. Cái lời nó cực kỳ nhảm luôn anh. Nhưng mà cái tiếng sau hết tức đầu loay thôi. Cái bài này chỉ đơn giản là một cái thằng nó. Đó là cái thằng Louis. Nó đi tán với con người yêu nó. Nó bảo là cái thằng Louis ấy đừng có tán với người yêu nó nữa. Vì con người yêu nó là đã dưới cái sự bảo hộ của nó rồi. Ngày mai cái bài hát nó rất là nhảm luôn. Xong rồi anh xem một xe đấy, xong rồi anh xem xong xe nó ngon lành ngày đời chỗ sáng. Tỷ lệ tai nạn của màu trắng là ít nhất đấy. Thế còn đối lập với màu trắng là màu đen anh ạ. Màu đen thì người ta chưa thống kê. Hôm tới nghe được tới em bảo nhớ cho em bữa ông. Tất nhiên rồi. Trời ơi. Ông Sài Gòn hơi ngon đấy. Mà em tính em ý là em vào em nghe tụi rủ tụi nhỏ này. Mấy đứa đi nó bảo anh Hải ơi chơi. Đầu trận một chập với mấy em ở trong nhà. Vâng vâng. Vui lắm. Chị lại đổ về, chị lại bán cái xe của chị. Lại liên hệ anh Quang. Cần gì liên hệ anh Quang, chị vào thẳng luôn ấy. Trời. Mấy ông đấy biết chị hơn ông Quang. Anh biết người ta đâu. Đấy. Tới nơi rồi đấy. Anh đưa quý khách sang nhà ga T2. Bởi vì anh nghỉ đi nhà ga T1 là sang Bangkok đấy. Kia là tháp không cao nhất Đông Dương ấy ạ. Tháp không lưu của sân bay Nội Bài là cao nhất Đông Dương. 90 mét. Ủa vậy nha. Vâng. Chắc có lẽ là vì thời tiết sương mù hay nhiều á. Phải làm cao cho nó thoáng nha. Em đông nô, chưa đông nô. Việt Nam mình là thích đẳng cấp nên phải cái gì khoai nhất nha. Cái gì mà Vinschool đi ra tận đây là thế nào này. Cái xe buýt này của Vinschool. Có thể là nhà có học sinh đó nó đăng ký tham gia thì phải đưa thôi. Phải làm. Trong Sài Gòn anh cũng biết Vinschool rồi nhỉ? Biết. Nổi tiếng à? Trời nó quang đãng không có xương anh nhìn. Ở trong đấy Central Park được không anh? Được. Central Park là ngon đúng không anh? Vâng. Ngay bên đây có cái huyện Sóc Sơn, núi đồi Sóc Sơn đấy. Vậy hả? Đang anh nhìn phía vẫn đi cái đường này nhưng mà nhìn sang bên phải là nhìn thấy hai quả núi đồi rất cân đối. Mê hồn. Hôm trước anh Tùng bên kia nhậu em chậm say mấy em say. Anh Tùng Phú Yên đấy hả anh? Đúng rồi. Anh Tùng hư nhậu nhiều quá. Rồi bác bà chuẩn bị vào bãi xe đợi em check in cho khách xong em xuống nhé. Thì không cần đâu, mình vô mình. Thức nhất là cái điều đó. Cứ yên tâm là em sẽ gửi tới bác tiền tip đầy đủ, không có các xem thuốc. Kinh nhà. Có tiền tip không? Đấy, có chứ. Này đi láo ơi, này đi láo. Ồ láo nhỉ? Đúng rồi đi láo. Không đúng nhỉ? em biết tiền. Xe. Tá tài. Mình vô đấy mình tự check in được nên không cần phải vào trong đâu. Bác tài đây chú anh ạ. Bác tài đây buổi lắm anh ơi. Buổi lắm anh ơi. Tại Hà Nội anh. Rồi. Không vội được đâu. Đây nhập về đây luôn. Ok. Từ từ tiện lên tiện em sang chỗ nào rồi. Đây sân bay quốc nội Nội Bài Hà Nội. Sao cái thằng này bị khóa bánh này?
Ôi giời, hơi bị xích bánh. Chắc vi phạm hay gì.